Chúng ta đã xét xong tiết thứ 5 của bài nhiễm sắc thể, đó là đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội. Loại thứ hai trong đột biến số lượng nhiễm sắc thể đó là dạng đa bội. Vậy chúng ta sang tiết thứ 6. Nội dung của tiết này là đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng đa bội. Tiết 6 là đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng đa bội. Phần thứ nhất, chúng ta đi khái quát chung về đột biến đa bội. Cũng giống như các bài trước, chúng ta xem thế nào là đột biến đa bội. Đột biến tôi viết tắt. Đột biến đa bội là đột biến làm thay đổi toàn bộ bộ nhiễm sắc thể ở cơ thể. Đột biến là đột biến làm thay đổi toàn bộ bộ nhiễm sắc thể của cơ thể. Và đột biến đa bội thì sẽ có bộ nhiễm sắc thể luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3N. Chú ý, bộ nhiễm sắc thể trong cơ thể đột biến đa bội thì luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng 3N. Đấy là khái niệm về đột biến đa bội. Thứ hai, cơ chế hình thành đột biến đa bội. Về cơ chế hình thành đột biến đa bội thì cái khái quát đầu tiên chúng ta phải nắm được đó là sự không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Chú ý, ở lệch bội thì chỉ đề cập đến một hoặc một số cặp, nhưng ở đây thì lại toàn bộ các cặp, chú ý, hoặc là tất cả các cặp. Ý thứ nhất luôn luôn phải nhớ đó là sự không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. Thế mà chúng ta đã biết quá trình phân bào thì gồm có hai quá trình, đó là quá trình phân bào nguyên nhiễm và quá trình phân bào giảm nhiễm, tức là nguyên phân và giảm phân. Vậy cơ chế hình thành thể đa bội trong nguyên phân và giảm phân như thế nào? Ý thứ hai, cụ thể trong nguyên phân thì nếu như thế hệ xuất phát mang bộ nhiễm sắc thể 2N thì chúng nhân đôi nhưng không phân ly, cho nên làm cho bộ nhiễm sắc thể ở con tăng lên gấp đôi. Như vậy hiện tượng này sẽ tạo ra con là mang 4N nhiễm sắc thể. Và 4N này được giải thích là nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân ly trong quá trình nguyên phân. Vì vậy, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào tăng lên gấp 2. Đây là cơ chế hình thành thể đa bội trong quá trình nguyên phân. Thế còn trong quá trình giảm phân thì sao? Thứ hai, trong giảm phân nếu bộ nhiễm sắc thể trong tế bào tăng lên gấp đôi,
do nhân đôi của nhiễm sắc thể nhưng không phân ly, thì trong giảm phân nó khác so với trong nguyên phân. Cụ thể, giảm phân là quá trình hình thành giao tử, cho nên muốn tạo ra thể đa bội thì nó phải có quá trình giảm phân bất bình thường, tức là tạo ra các giao tử bất bình thường. Nên nguyên tắc thứ nhất là phải tạo ra các giao tử bất bình thường. Chúng ta đã học rồi, nếu như ở lệch bội giao tử bất thường đó là N cộng 1 và N trừ 1, thì trong trường hợp đa bội lại không phải là giao tử N cộng 1 và N trừ 1, mà giao tử bất thường này lại là giao tử mang 2N nhiễm sắc thể cơ. Như vậy, sau khi tạo ra các giao tử bất thường rồi, thì trong thụ tinh, nếu giao tử bất thường 2N kết hợp với giao tử bình thường N thì sẽ tạo cho chúng ta thể 3N, và thể 3N người ta gọi là đa bội lẻ. Như vậy, thụ tinh trường hợp thứ nhất là N là giao tử bình thường kết hợp với 2N là giao tử bất thường thì sẽ tạo thành hợp tử 3N, và hợp tử này sẽ phát triển thành thể đa bội lẻ. Trường hợp thứ hai là nếu giao tử 2N, tức là giao tử bất thường, kết hợp với giao tử bất thường 2N thì sẽ tạo cho chúng ta thể 4N và phát triển thành thể đa bội chẵn. Như vậy, hai cái loại giao tử này kết hợp với nhau sẽ tạo ra thể đa bội lẻ hoặc đa bội chẵn. Với sơ đồ hướng dẫn của bài trước, chúng ta sẽ tự viết sơ đồ để chứng minh được muốn tạo ra thể 3N thì bố mẹ như thế nào, giao tử ra làm sao và hợp tử được kết hợp như thế nào thông qua cơ chế trong giảm phân. Cô đã viết như thế này. Đấy là phần thứ hai, là cơ chế hình thành thể đa bội. Vậy có bao nhiêu dạng thể đa bội? Chúng ta chuyển sang ý thứ ba. Chúng ta chuyển sang phần thứ ba là các dạng đa bội. Với các dạng đa bội thì chúng ta thấy có hai dạng đa bội, đó là tự đa bội và dị đa bội. Chúng ta sẽ phân biệt hai dạng này. Và tiêu chí để phân biệt thì chúng ta sẽ có ba tiêu chí. Thứ nhất, thế nào là thể tự đa bội và thế nào là thể dị đa bội. Thứ hai, nguyên nhân gây ra chúng là gì. Và thứ ba là cơ chế hình thành nó. Vậy thì chúng ta sẽ kẻ bảng để phân biệt hai dạng đa bội này. Cột thứ nhất là tiêu chí để phân biệt. Cột thứ hai là tự đa bội. Và cột thứ ba là dị đa bội. Tiêu chí thứ nhất chúng ta cần phân biệt đó là định nghĩa. Thế nào là thể tự đa bội? Tự đa bội là sự tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài. Sự tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.
chú ý là của một loài và luôn lớn hơn 2n. Chú ý nha, tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài và luôn lớn hơn 2n. Còn thế nào là thể dị đa bội? Là sự tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội nhưng của hai loài khác nhau. Đấy, anh này là tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài, nhưng anh này lại tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội nhưng của hai loài khác nhau. Chú ý. Thứ hai, nguyên nhân hình thành. Nguyên nhân tôi viết tắt. Nguyên nhân hình thành của thể tự đa bội đó là do hình thành giao tử bất bình thường trong quá trình giảm phân. Hình thành giao tử bất bình thường trong quá trình giảm phân. Bất thường. Đấy. Chú ý. Thế còn nguyên nhân của thể dị đa bội đó là do đa bội hóa cơ thể lai xa. Đa bội hóa cơ thể lai xa để hình thành thể song nhị bội. Hình thành thể song nhị bội. Đấy. Hai cái nguyên nhân hình thành khác nhau, một anh là do hình thành giao tử bất bình thường trong quá trình giảm phân, còn một anh là do hiện tượng đa bội hóa cơ thể lai xa để hình thành thể song nhị bội. Đấy là nguyên nhân để hình thành. Thế còn cơ chế hình thành thì sao? Cơ chế hình thành thì sao? Đối với thể tự đa bội, cơ chế hình thành chúng ta xem trong hình 7.2 trang 34 sách 12 cơ bản. Hình 7.2 trang 34 sách 12 cơ bản. Còn ở dị đa bội thì xem hình 7.3 trang 34 sách giáo khoa 12 cơ bản. Như vậy hai cái cơ chế hình thành ở trong hình 7.2 và 7.3 trang 34 sách giáo khoa lớp 12 nhưng ban cơ bản thể hiện rất rõ, chúng ta xem cái cơ chế hình thành ở đó. Riêng đối với thể tự đa bội thì chúng ta lưu ý một điều là tự đa bội thì gồm có hai dạng, đó là đa bội chẵn, đó là 4N, 6N, vân vân, và đa bội lẻ, 3N, 5N, vân vân. Vậy thì tự đa bội chẵn có thể là 2N không? Thì khẳng định với chúng ta, tự đa bội không có thể nào mang bộ nhiễm sắc thể 2N dựa vào định nghĩa chúng ta đã có rồi. Đấy là các dạng đa bội. Chúng ta tìm đặc điểm của các dạng này như thế nào? Sang phần thứ tư. Chúng ta sang phần thứ tư, đặc điểm của thể đa bội. Về đặc điểm của thể đa bội thì chúng ta lưu ý. Đặc điểm thứ nhất là tế bào to,
cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy thể đa bội, tức là bộ nhiễm sắc thể tăng lên gấp đôi nếu như nó nhân đôi mà không phân ly, đúng không ạ? Vậy thì lượng ADN trong tế bào tăng lên, cho nên nó biểu thị một loạt các đặc điểm của tế bào đó. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, các thể đa bội lẻ, chú ý nha, chỉ có thể đa bội lẻ, không có khả năng sinh giao tử bình thường. Không có khả năng sinh giao tử bình thường và không có hạt. Như vậy chú ý cái thể đa bội lẻ. Ví dụ 3N, 5N, vân vân, đúng không ạ? Thì không có khả năng sinh ra giao tử bình thường và không có hạt. Đặc điểm thứ ba, các thể tứ bội, chú ý ở đây đa bội chẵn nhưng người ta nói đến thể tứ bội, thì chỉ có khả năng tạo ra giao tử lưỡng bội thì có khả năng thụ tinh. Chú ý, có khả năng sống, có khả năng thụ tinh. Thể tứ bội thì các giao tử lưỡng bội sẽ có khả năng sống và khả năng thụ tinh. Chú ý. Đấy là ba đặc điểm của thể đa bội. Chúng ta lưu ý. Phần thứ 5. Đa bội thể trong tự nhiên. Khi nói đến đa bội thể trong tự nhiên, chúng ta lưu ý một số đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất, phổ biến ở thực vật. Phổ biến ở thực vật. Và hầu hết các nhóm thực vật là đều có hiện tượng đa bội thể. Như vậy, chủ yếu là ở thực vật. Thế còn ở động vật thì sao? Thứ hai, ở động vật thì hiếm xảy ra. Đặc biệt đối với động vật bậc cao. Vì sao? Trong tự nhiên chúng ta lại hiếm tìm thấy đa bội thể ở động vật bậc cao. Bởi vì ở động vật bậc cao thì cơ quan sinh sản nằm sâu trong cơ thể, hệ thần kinh phát triển. Cho nên khi chúng ta gây đột biến đa bội thể thì có thể gây rối loạn trong cơ chế xác định giới tính và thậm chí có thể gây chết nếu hệ thần kinh nhạy cảm. Chính vì thế cho nên không thể tìm được, khó tìm được thể đa bội đối với động vật bậc cao. Còn ở một số nhóm động vật bậc thấp, ví dụ giun đũa, giun đất hoặc tằm dâu thì có thể được tạo ra bằng thực nghiệm. Có thể được tạo ra bằng thực nghiệm. Đấy là đối với hiện tượng đa bội thể trong tự nhiên. Như vậy, lưu ý với chúng ta phần 1 khái quát chung về đa bội thể thì có 4 vấn đề. Và trong đó chú ý cho cô cơ chế phát sinh của đa bội. Sang phần thứ hai là các kiến thức có liên quan. Hai La Mã. Kiến thức thứ nhất, chúng ta vừa mới nói xong, tại sao đa bội thể lại là hiện tượng khá phổ biến ở thực vật, còn ở động vật lại hiếm xảy ra? Thứ nhất,
là chủ yếu ở thực vật. Còn ở động vật và đặc biệt là động vật bậc cao thì lại hiếm xảy ra. Chủ yếu ở thực vật, còn ở động vật thì hiếm xảy ra. Đấy. Bởi vì nếu động vật mà cô đánh dấu hỏi chấm thì sợ các em lại hiểu nhầm. Như vậy câu này cô vừa mới nói xong, chúng ta nhớ lại là ở thực vật thì chủ yếu các cây đơn tính, cây lưỡng tính. Đối với thực vật thì cả khả năng duy trì nòi giống bằng sinh sản vô tính là có, và thậm chí cả hình thức sinh sản hữu tính nữa. Nhưng ở động vật thì nhất là những loài động vật giao phối thường ít gặp, bởi vì hai lý do: một, cơ chế xác định giới tính thường bị rối loạn; hai, hệ thần kinh phát triển cho nên ảnh hưởng tới quá trình sinh sản, chỉ đạo nó sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, đa bội thể thường hiếm gặp ở động vật và đặc biệt đối với động vật bậc cao. Thứ hai, phương pháp phát hiện thể đa bội như thế nào? Thứ hai, phương pháp phát hiện thể đa bội được phát hiện bằng những phương pháp nào? Thứ nhất là phương pháp trực tiếp. Phương pháp thứ nhất là phương pháp trực tiếp. Vậy phương pháp trực tiếp là phương pháp như thế nào? Chúng ta đếm số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản hiển vi của tế bào trong cơ thể đó. Đếm trực tiếp. Và số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản hiển vi của tế bào trong cơ thể đó thì chúng ta sẽ kết luận được nó là thể đa bội. Đa bội chẵn hay đa bội lẻ hay là dị đa bội. Như vậy phương pháp này là phương pháp trực tiếp. Phương pháp thứ hai là phương pháp gián tiếp. Thì với phương pháp gián tiếp, chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm hình thái, sinh trưởng, phát triển của các cây đa bội với những cây lưỡng bội bình thường. Bởi vì vừa nãy chúng ta có cái đặc điểm của thể đa bội này, đặc điểm thứ nhất của thể đa bội. Vậy thì chúng ta dựa vào cái kích thước đó, đặc điểm hình thái đó, đặc điểm sinh trưởng đó để chúng ta kết luận nó là thể đa bội hay thể lưỡng bội bình thường. Như vậy phương pháp này phải là phương pháp so sánh gián tiếp giữa thể đa bội với thể lưỡng bội bình thường. Nếu cây có tế bào to, kích thước tế bào tăng lên, khí khổng to, củ to và hơn so với những cây lưỡng bội bình thường thì tôi kết luận đấy là thể đa bội. Ý thứ hai, với những cây đa bội thì bao giờ thời gian sinh trưởng của nó cũng dài hơn so với những cây lưỡng bội bình thường. Như vậy dựa vào hai đặc điểm, một là kích thước tế bào, kích thước các cơ quan, và thứ hai là thời gian sinh trưởng, so với cây lưỡng bội bình thường, chúng ta sẽ kết luận được đâu là thể đa bội và đâu là thể lưỡng bội bình thường. Như vậy chúng ta xong phần thứ hai. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba. Muốn rằng chúng ta sẽ phân biệt được thể lưỡng bội là thể bình thường, thể lệch bội cũng là đột biến số lượng nhiễm sắc thể, nhưng đột biến số lượng là thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Và đột biến đa bội
cũng là thay đổi số lượng nhiễm sắc thể, nhưng thay đổi số lượng trong toàn bộ bộ nhiễm sắc thể. Vậy 3 thể 2N là lưỡng bội bình thường, lệch bội và đa bội có những điểm gì khác nhau? Vấn đề thứ 3, phân biệt. Thể lưỡng bội thể lệch bội và thể đa bội. Vấn đề này sẽ là tổng hợp luôn cả cái dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể và một cái dạng bình thường là lưỡng bội 2N. Với câu hỏi phân biệt thì lưu ý với chúng ta luôn luôn kẻ bảng để chúng ta nhìn thấy rõ hơn những điểm khác nhau của chúng. Vậy có 3 thể với một cột tiêu chí để phân biệt, chúng ta sẽ kẻ làm 4 cột. Cột thứ nhất là tiêu chí. Cột thứ hai là thể lưỡng bội. Cột thứ ba là thể lệch bội. Và cột thứ tư là thể đa bội. Tiêu chí thứ nhất chúng ta cần phân biệt đó là khái niệm. Khái niệm thể lưỡng bội là thể bình thường với tế bào sinh dưỡng là 2N. Là thể bình thường nếu tế bào sinh dưỡng, cô viết tắt, là 2N. Là thể đột biến nếu giao tử là 2N. Đột biến tôi viết tắt. Nếu giao tử là 2N. Như vậy, đối với thể lưỡng bội, chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nó là tế bào sinh dưỡng, tế bào bình thường với tế bào sinh dưỡng là 2N. Và trường hợp thứ ba, nó là thể đột biến nếu giao tử của nó là 2N. Còn thể lệch bội và thể đa bội thì đây đều là những thể đột biến. Đột biến tôi viết tắt. Như vậy, phần này chúng ta lưu ý là nhớ theo tóm tắt. Thứ hai, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào. Thứ hai, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào. Với thể lưỡng bội thì bộ nhiễm sắc thể trong tế bào là 2N. Còn thể lệch bội thì bộ nhiễm sắc thể trong tế bào là 2N cộng 1 hoặc 2N trừ 1. 2N cộng 1 là thể 3 nhiễm, 2N trừ 1 là thể 1 nhiễm. Còn thể đa bội thì bộ nhiễm sắc thể trong tế bào là 3N, 4N, 5N, vân vân. Và luôn luôn lớn hơn 2N, không được bằng, luôn luôn lớn 2N. Hay tôi nói bộ nhiễm sắc thể của thể đa bội là tăng theo bội số của N. Sang ý thứ ba chúng ta xét đó là cơ chế hình thành.
phê nhỏ. Hình thành tôi viết tắt. Với thể lưỡng bội thì cơ chế hình thành chính là từ các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, phân ly bình thường. Tức là các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, phân ly bình thường. Phân ly bình thường, bình thường tôi viết tắt. Thế còn thể lệch bội thì trong quá trình giảm phân, một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly. Như vậy ở đây là một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong quá trình giảm phân. Đấy, chú ý nha, một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly trong quá trình giảm phân. Thế còn thể đa bội thì là có thể xảy ra trong hai cơ chế là cơ chế nguyên phân, nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân ly. Và cơ chế thứ hai là cơ chế giảm phân, hình thành các giao tử bất bình thường. Đúng không? Hay nói một cách khác, trong trường hợp thể đa bội cũng là sự phân ly không bình thường của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, và gồm hai quá trình đó là nguyên phân và giảm phân. Đấy là cơ chế hình thành của ba thể này. Ý thứ tư chúng ta muốn nói đến kiểu hình của các tế bào này thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Thứ tư là kiểu hình thì ở thể lưỡng bội các cơ quan, các tế bào đều phát triển bình thường. Đây là bình thường. Bình thường tôi viết tắt. Các cơ quan, các tế bào đều phát triển bình thường. Còn thể lệch bội thì kiểu hình của các cơ quan không bình thường. Kiểu hình không bình thường. Viết tắt bình thường. Cụ thể là gì? Giảm sức sống, thường vô sinh, khó có con với động vật hoặc là bất thụ, đúng không? Đấy là kiểu hình không bình thường. Thế còn đối với thể đa bội thì kiểu hình của nó cũng không bình thường. Cụ thể là tế bào sinh dưỡng to hơn, sinh trưởng và phát triển mạnh hơn, khả năng chống chịu tốt hơn. Như vậy anh này cũng là không bình thường. Đúng không? Nhưng phát triển theo hướng tế bào sinh dưỡng to hơn, sinh trưởng phát triển mạnh hơn. Đấy là đối với các kiến thức có liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng đa bội thể. Chúng ta sẽ vận dụng lý thuyết của tiết này để chuyển sang tiết thứ 7 là bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng đa bội.